Những ngày gần đây, sự việc Ngọc Trinh bị mất cắp bộ sưu tập đồng hồ hiệu trị giá tới 10 tỷ đồng khiến mạng xã hội chấn động. Khi dân tình chưa kịp ngơi nghỉ việc hit drama từ Ngọc Trinh, thì mới đây cô nàng tiếp tục vướng phải một lùm xùm khác. Theo đó, vào ngày 29 tháng 3, trong đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội, Ngọc Trinh đã tiết lộ nhiều thông tin gây sốc về quá khứ như từng làm tiểu tam, dùng chất kích thích, ngủ với trên 3 người và đặc biệt là từng bị người yêu cắm sừng. Bỏ một ngón tay xuống nếu mà bạn đã hôn trên 5 người. Bỏ một ngón tay xuống bạn từng là người thứ 3. Bỏ một ngón tay xuống bạn ngủ trên 3 người. Bỏ một ngón tay xuống nếu bạn đã cướp bồ bạn. Đáng chú ý, dưới phần bình luận của clip, một cư dân mạng đã khui lại chuyện cũ của nữ hoàng nội y. Người này tố cô không chỉ trải nghiệm chuyện bị cắm sừng mà còn đi phát sừng cho người khác. Cụ thể, người này cho hay năm xưa Ngọc Trinh được Hoàng Kiều yêu chiều hết mực, còn được tặng xe sang lên tới 20 tỷ, nhưng nữ hoàng nội y vẫn ngang nhiên ngoại tình với 2-3 đại gia khác. Chính vì điều này khiến vị đại gia gốc Việt vô cùng tức giận và chia tay. Cũng theo đó, cộng đồng mạng đào lại một buổi phỏng vấn với báo chí của Hoàng Kiều tại Mỹ. Qua đó, công chúng kinh ngạc khi Hoàng Kiều bất ngờ tố Ngọc Trinh bắt cá hai tay. Tuy đề nghị không nhắc đến tên Ngọc Trinh, nhưng Hoàng Kiều vẫn thẳng thắn chia sẻ. Bởi vậy tôi mới bỏ đó. Tôi biết khi người đó đến với mình, ai cũng chửi tôi. Yêu cũng chửi, không yêu cũng chửi, bỏ rồi cũng chửi. Đó, bây giờ họ mới khui ra hết. Thấy không được, tôi đã từng rất vui khi có được người tình ở tuổi này chứ. Thậm chí tôi còn từng muốn có hai đứa con nữa. Trong một lần livestream trên mạng xã hội, tỷ phú Hoàng Kiều nổi giận khi nhắc tới Ngọc Trinh. Một lần nữa, ông nhấn mạnh, tôi nào có ngờ biết là nó có người tình thứ nhì, thứ ba trong lúc yêu tôi. Tôi biết vậy tôi mới bỏ, hiểu chưa? Tôi biết con người đó không tốt. Nó nói em cần phải đi chiếc xe 20 tỷ, thì thôi tôi biết rồi. Từ bây giờ đừng nhắc đến tên Ngọc Trinh gì nữa. Nó khui ra cái vụ khen xui trong họp báo. Chứ tôi nào có ngờ biết là nó có người tình thứ nhì, thứ ba trong lúc tôi có. Tôi biết vậy tôi mới bỏ, hiểu chưa? Tôi biết con người nó không tốt. Ví dụ như nó nói tôi, ô, em cần phải đi chiếc xe 20 tỷ thì thôi tôi biết rồi, hiểu chưa? Thành thế anh nói cho nghe, rồi bây giờ đừng có đá động tới Ngọc Trinh, Ngọc Tiết gì nữa. Trước đó và nhiều năm trước, Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều từng gây sốc dư luận khi công khai tình cảm vào tháng 11 năm 2016. Mối quan hệ này từng vướng nghi vấn chỉ là chiêu trò PR và khiến netizen xôn xao bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội thời điểm đó. Hoàng Kiều được biết đến là tỷ phú Việt nổi tiếng trên đất Mỹ. Ông sinh năm 1944 tại Quảng Trị và nhiều năm sinh sống ở Mỹ. Theo thống kê của Forbes, ở độ tuổi U80, Hoàng Kiều đã nắm giữ khối tài sản ước tính 2,9 tỷ USD. Về mối quan hệ với Ngọc Trinh, ông được kết nối qua sự giới thiệu của chính con dâu của mình là cựu người mẫu Đào Lan Phương. Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, Hoàng Kiều đã cảm mến và hết lời khen ngợi mỹ nhân kém ông đến 45 tuổi. Trong suốt thời gian yêu, Ngọc Trinh được tỷ phú 4X cung phụng như bà Hoàng. Cả hai thường xuyên đi du lịch nước ngoài và dành cho nhau những lời ngọt ngào trên mạng xã hội. Cuối năm 2016, Hoàng Kiều còn thẳng thắn tuyên bố đã nghĩ đến chuyện lâu dài với Ngọc Trinh và mong cả hai sẽ có hai con trong tương lai. Và mặc những lời bàn tán nghi ngờ người đẹp 8X lợi dụng ông vì giàu có hay Hoàng Kiều gắn bó với Ngọc Trinh chỉ để PR, cặp đôi này vẫn không hề bận tâm. Nhưng đến sáng ngày 23 tháng 1 năm 2017, Hoàng Kiều tuyên bố đã kết thúc cuộc tình cháu 27 ông 72 với lý do cuộc tình lãng mạn như cơn lốc giữa tôi và Ngọc Trinh đã kết thúc. Tôi dành cho cô ấy tình yêu chân thành, tôi muốn tính chuyện lâu dài và nắm tay cô ấy đến hết cuộc đời. Nhưng Ngọc Trinh lại chỉ muốn một cuộc tình ngắn hạn, giống như lời cô ấy thông báo trên mạng xã hội. Vì thế cô ấy không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi nữa. Sau khi chia tay, tỷ phú Hoàng Kiều dõng dạc tuyên bố, các anh cứ cho đăng thoải mái, tôi cũng nói luôn, tôi và Ngọc Trinh đêm 7 ngày 3 vào ra không kể. Bẵng đi một thời gian, vào tháng 3 năm 2021, dân tình bất ngờ khi thấy vị tỷ phú ngày nào đăng tải dòng trạng thái tuyển người chăm sóc trọn đời với mức lương từ 36.000 đô đến 100.000 đô trên một năm, tương đương với 830 triệu đồng đến 2,3 tỷ đồng. Đồng thời người này còn được hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi khác.
Cụ thể, ông Hoàng Kiều cần tuyển một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, độc thân, không con cái, giúp việc trông em và nấu ăn ở trong nhà. Ông muốn bà ta sẽ chăm sóc ông đến cuối đời. Đáng chú ý, cuộc tuyển chọn này còn có cả vòng phỏng vấn. Ngay lập tức, netizen liền để lại bình luận chôn nam tỷ phú. Đồng thời cũng có rất nhiều người đã nhiệt tình để lại bình luận ứng tuyển cho vị trí này. Hoàng Kiều tuyển người chăm sóc trọn đời ở tuổi 77. Bài đăng này đã gây bão khắp mạng xã hội. Còn về phía Ngọc Trinh, sau khi chia tay tỷ phú Hoàng Kiều, Ngọc Trinh lại tiếp tục hẹn hò với một đại gia khác. Như thường lệ, đây cũng là người có thể chu cấp cho cô nàng khá nhiều tuổi. Dù vậy, đại gia bí ẩn chưa một lần được công khai, cũng chẳng ai biết ông là ai. Sau 2 năm bên nhau, Ngọc Trinh công khai thông báo cả hai đã quyết định chia tay. Cô gửi lời chúc đối phương lên trang cá nhân, đồng thời cũng trở về cuộc sống độc thân. Dù đường ai nấy đi, nhưng cô nàng có vẻ không quá buồn, vẫn vô tư đăng ảnh vui vẻ ngay sau đó. Hiện tại, Ngọc Trinh đã trở thành mỹ nhân đình đám của showbiz Việt. Từ một cô gái quê mùa, sinh ra trong gia đình nghèo, thậm chí còn chưa học hết cấp 3, giờ đây Ngọc Trinh đã trở thành biểu tượng gợi cảm của làng giải trí. Chặng đường thay đổi ngoạn mục của chân dài này có sự đóng góp của rất nhiều người đàn ông đặc biệt. Ngoài tỷ phú Hoàng Kiều và người đàn ông bí ẩn kể trên, thì trước đó Ngọc Trinh cũng có một vài mối tình. Người phải nhắc đến đầu tiên chính là Vũ Khắc Tiệp. Dấu ấn của ông bầu này rất rõ rệt khi đã phát hiện, đào tạo rồi nâng tầm cô nàng. Sau này Vũ Khắc Tiệp luôn đứng sau trợ giúp, biến Ngọc Trinh thành mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt. Từ một cô gái phục vụ ở quán bia, chân dài gốc Trà Vinh đã trở thành mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí. Trước đây Vũ Khắc Tiệp từng cho biết anh và Ngọc Trinh có thời gian hẹn hò trong một năm. Dù chia tay nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Tính đến nay Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp đã ở bên nhau hơn 10 năm, cùng trải qua đủ những sóng gió. Rất nhiều lần họ dính tin đồn cách mặt nhau, song cuối cùng vẫn xuất hiện thân thiết bên đối phương. Hơn cả bạn bè hay người yêu, cặp đôi này được xem như tri kỷ của giới giải trí. Sau khi chia tay Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh có quen một đại gia bí ẩn trong 8 năm. Theo đó, cách đây vài năm, Ngọc Trinh cho ra mắt bộ phim Vòng Eo 56. Trong này kể lại chuyện tình khắc cốt ghi tâm của cô nàng với một vị đại gia. Theo đó, đây là người đã ở bên chân dài sinh năm 1989 trong 8 năm, lo lắng và chu cấp cho cô nàng. Dù bản thân là người thứ ba, nhưng Ngọc Trinh nghĩ rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác. Bản thân cũng rất yêu đối phương. Khi tôi nghèo, tôi cần chọn người đó vì tôi còn gánh nặng sau lưng nữa. Không thể chỉ sống vì bản thân mình được. Người ta chửi em là người thứ ba, em chấp nhận vì em là vậy. Mặc dù em không muốn nhưng nó đã là vậy, không thay đổi được. Còn em bỏ anh là em không bỏ được rồi. Mối tình ngoài luồng này cuối cùng lại kết thúc trong im lặng. Ngọc Trinh có đủ tiềm lực kinh tế để sống tốt, nhưng đổi lại cũng rất nhiều nước mắt. Trước đây, cô nàng từng tiết lộ mình và bạn trai chia tay là vì sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Không thể phủ nhận, chính người bạn trai bí mật này đã đặt nền móng, giúp Ngọc Trinh xây dựng được cơ ngơi kinh doanh như hiện tại. Sau khi chia tay với bạn trai 8 năm, cô nàng Ngọc Trinh đến với tỷ phú Hoàng Kiều, người đàn ông hơn mình hàng chục tuổi. Dù hiện tại đã chia tay nhiều năm, nhưng cái tên Hoàng Kiều vẫn được nhắc nhiều tới Ngọc Trinh. Cả hai dường như đã trở thành hai người xa lạ. Tuy nhiên không nhắc tới nhau trên truyền thông, nhưng vẫn bị khán giả đào lại những phát ngôn gây sốc của cả hai thời còn yêu đương.